Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 43. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203 Ngọc Đá Cùng tan Trong lòng quân mặt tà rõ ràng phát hiện giai thức này quân bác không tuy rằng không lưu loát, thậm chí không liền mạch, nhưng nếu chỉ luận từng chiêu một, tuy là sự tinh xảo vẫn không bằng thượng thừa gió công của kiếp trước nhưng mà sự tàn nhẫn thì hơn xa. Nếu dung nhập quyền khí vào đó, quy lực phát ra vô cùng kinh người. Quân mặt tà xem xong cũng cảm thấy có phần bội phục. Càng bội phục hơn nữa chính là trong quá trình giao thủ quân Bắc Hồng, mỗi khi lặp lại chiêu thức nào đó sẽ có một chút biến hóa. Từ đó dần dần đem sơ hở triệt tiêu, đem từng chiêu, thực ra phải trong thời gian dài gọt giũa mới xóa bỏ được sơ hở. Từ trong thực chiến mà từ từ hoàn thiện, phải biết rằng học tập võ học và sáng tạo võ học là hai khái niệm hoàn toàn bất động. Sáng tạo một môn từ lúc mới sáng tạo ra có chút thành tựu rồi tinh nghiêng, rồi hoàn thiện, thậm chí đại thành. Tất cả các bước này từ trước tới giờ là quá trình không thể bỏ qua bất cứ bước nào. Nếu nhanh chóng đạt tới đại thành chi cảnh, ngoại trừ người sáng tạo đột nhiên, linh quang chợt lóe thì không nói tới. Ít nhất là cần dài chục năm thậm chí dài thế hệ bỏ công sức ra nghiên cứu mài dũa mới có thể tìm ra chiêu thức hoàn thiện cuối cùng. Tại cái thế giới hoàn toàn không có cổ võ Trung Hoa này, ưng ừ, bác không có thể khác người, dứt bỏ quyền công mà sáng tạo ra một môn công phu chiêu thức độc đáo. Phương thức này nhanh chóng hình thành nên cánh cửa võ học. Cùng với can đảm, theo đuổi võ học và trí tuệ của võ học là đã đáng được hậu nhân ngợi khen rồi. Mà chuyện sáng tạo nên một môn võ công chính là một công đức vượt thời đại rồi. Chỉ cần nói tới điều này là có thể thấy ưng bác không, quả không hổ là danh của một bác đại chí tôn hàng đầu. Không hổ tư cách của một thế hệ bậc thầy. Chuyện khác chưa nói tới, chỉ cần nói việc hắn bài danh trong bác đại chí tôn lại có thể dứt bỏ thân phận, không tiếc tự hạ giá trị của bản thân, đánh nhau cùng với một người cao thủ quyền khí bình thường. Từ đó cố gắng cải tiến chiêu thức còn chưa đủ quả hậu của mình. Chỉ cần nói tới thái độ nghiêm túc đối với võ học như vậy, chưa chắc người nào có thể làm được như hắn. Đột nhiên, linh quang chợt lóe trong lòng của quân mặt tà. Ưng bác không hiện tại, tìm không thấy đối thủ, vậy thì quyết hồn sơn trang và phong tuyết ngân thành không phải là đối thủ quá tốt sao? Ưng bác không hiện đang đau đầu vô cùng vì chiêu thức còn quá nhiều sơ hở, mà trong đầu của ta không phải có vô số tuyệt chiêu võ học của kiếp trước sao? Nào là thần ưng phát hổ, ưng khiếu cửu châu, thương ưng cửu biến. Ưng dương thiên lý, mình có cả đống tài nguyên như thế này, không lợi dụng, chẳng phải là quá uổng phí sao. Như vậy mà không xài thì mới đúng là đáng giận chứ. Quân mặt tà tự hỏi trong đầu, sau đó hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Ưng bắt không ra chiều khống chế cả cục diện cân bằng, trong lòng lại tự hỏi làm sao mà phối hợp tay và chân. Chiều sau, làm sao mà nối tiếp được chiều trước? từ từ đem các chiêu thức vừa thi triển vừa tìm cách biến hóa từng chút một tuy là quá trình này vô cùng chậm chạp nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú quyền khí của thế giới này hoàn toàn bất đồng với nội lực của kiếp trước quân đại thiếu bản thân quyền khí quá mức mạnh mẽ thiếu hẳn đặc tính cương nhu hài hòa của nội gia chân lực làm hạn chế sự phát huy của các chiêu thức tinh xảo vì thế mà đa số các chiêu thức của thế giới này đều là lấy cứng, đối cứng là chính. Người tu luyện quyền khí của thế giới này rất ít khi có thể thi triển ra một chiêu thức phức tạp như ý. Trừ phi những chiêu tuyệt sát, quy lực cực đại. Nhưng mà loại chiêu thức này một khi mà phát ra thì quyền khí trong người cũng bị rút sạch, không còn một chút nào. Loại tình huống này cũng tương tự như cuồng bạo đấu khí. Nếu như theo đuổi quy lực, tốc độ của chiêu thức thì quyền khí phát ra không theo kịp nhịp độ, mà ngược lại theo đuổi chất lượng của quyền khí thì chiêu số lại quá công kềnh. Tuy nhiên, những chiêu thức hiện tại của ưng bác không mặc dù vẫn chưa lưu loát, nhưng mà trên cơ bản đã siêu thoát khỏi phạm trù này. Từ từ, thay đổi lối mòn suy nghĩ trên, càng ngày càng dung hợp chiêu thức và quyền khí. Đây chính là một sáng kiến vô cùng to lớn. Ưng bác không đã chân chính khai phá ra một thế hệ bậc thầy mới, thậm chí có thể nói trở thành hiện tượng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Hải Trầm Phong, sắc mặt bình tĩnh dị thường, trường kiếm như gió, xoay vòng chém, dãy, đỡ, đem một bộ tuyệt học ba lan kiếm của vị Lam quan Hải Quý làm chỉ tôn, thi triển ra vô cùng nhường nhuyễn. Từ lúc bắt đầu trận chiến cho tới bây giờ, vẫn chiếm thượng phong. Mặc dù cố gắng phát chiêu tấn công, nhưng mà đối thủ vẫn sừng sững như núi, có lúc rõ ràng thấy vô cùng sơ hở, nhưng mà khi hắn dùng kiếm tấn công thì chẳng biết tại sao người này có thể quá giải một cách quỷ dị. Một lúc lâu sau, Hải Trầm Phong cảm thấy ưu thế mà mình vẫn chiếm nãy giờ từ từ giảm đi trong thấy. Mặc dù đối phương vẫn sử dụng những chiêu thức cũ, nhưng mà sơ hở càng ngày càng ít đi. Mà đối phương đột nhiên dùng một chiêu thức quái lạ tấn công tới, liền làm cho hắn luống cuốn tay chân. Chiến đấu thêm một lúc sau, thế cục song phương đã hoàn toàn nghịch chuyển. Hải Trầm Phong vẫn hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên thân thể đã ướt đẫm mồ hôi rồi, hô hấp cũng đã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Trong khi đối phương hơi thở vẫn rất ổn định, chiều thức trở nên biến hóa, càng ngày càng trở nên tinh diệu. Mỗi khi xuất thủ đều làm cho Hải Trầm Phong vất giả đáp trả mà lộ ra sơ hở. Chẳng qua hắc y nhân kia cũng không quy định truy kích vào chỗ hở đó nếu không thì hải trầm phong sớm đã chết bảy tám lần rồi hai đại cao thủ so đấu càng lúc càng hung hiểm chiến cuộc hung hiểm và chiến đấu kịch liệt lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau chiến đấu kịch liệt nghĩa là thực lực song phương sàn sàn nhau trong lúc chiến đấu song phương đều đem toàn lực ra mà so đấu hoàn cảnh này nếu tiếp tục chiến đấu tới thời khắc cuối cùng chỉ có đường lưỡng bại câu thương còn muốn không xảy ra tình huống trên thì chỉ có cách là hai bên trước khi hao hết tinh lực liền đồng thời thu tay lại. Nhưng mà cuộc chiến hung hiểm là một khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Bên thực lực thấp hơn có thể chết bất cứ lúc nào. Mà tình huống của Hải Trầm Phong hiện tại chính là như thế. Dũng ưng bác không là một chí tôn thần quyền, một tiền bối cao nhân, hắn lại là người nắm toàn cục trong tay. Thế nên, cục diện Hải Trầm Phong bị tổn hại không hề xuất hiện. Tuy nhiên lúc này, ưng bác không đặt toàn bộ tâm trí về việc nghiên cứu 17 thức tán thủ. Hiện giờ, cùng với Hải Trầm Phong giao thủ đã hoàn toàn xuất chiêu theo bản năng rồi. Dù cho là ưng bác không vẫn khống chế cho quyền khí thấp hơn tu vi của Hải Trầm Phong, nhưng mà dù sao, hắn cũng là một chí tôn thần quyền. Khi đã dùng bản năng mà chiến đấu, làm sao mà Hải Trầm Phong có thể so sánh? Tuy rằng hiện tại không làm cho Hải Trầm Phong bị thương nặng, nhưng mà khi hắn tùy tiện, giơ tay nhấc cho một cái, liền làm cho các diệu chiêu của Hải Trầm Phong hoàn toàn vô hiệu. Sự chênh lệch thực lực của hai người càng ngày càng có thể thấy rõ. Hải Trầm Phong lúc này tự biết hắn không phải may mắn mà thoát liên tục mấy sát chiêu liền. Thì ra đối phương từ đầu đến cuối đều là triêu chọc mình. Chiến cuộc căn bản nằm trong lòng bàn tay của hắn. Một khi đã như vậy, cho dù ta có phải chết, ta cũng phải cho ngươi một cái giáo quấn nặng nề. Hải Trầm Phong thân là thiên quyền cao thủ ngày thường ít gặp phải đối thủ đương nhiên hắn vô cùng tự tôn cao ngạo mà ưng bác không rõ ràng đang coi thường hắn đối với hải trầm phong mà nói điều này là vô cùng nhục nhã thậm chí là một loại nhục nhã mà hắn không bao giờ có khả năng rửa sạch thực lực hoàn toàn có khả năng đánh bại giết chết lại cố tình chỉ trêu chọc không giết giống như là mèo dơn chuột dần đến khi nào mà hết vui bắt đầu thấy chán mới ra tay giết chết hay giống như đánh cờ rõ ràng có thể chiếu bí hết cờ nhưng mà lại cố tình kéo dài không cho người ta nhận thua muốn làm mọi cách để mà diệt sạch mặt mũi của người ta ăn sạch không chừa một quân nào chỉ chừa lại có con quân tướng đi tới đi lui trong cung sau đó mang đại quân tiếp cận nào là xe pháo mã tất cả đều qua xong. bao vây quân tướng không thể nhúc nhích thật là mệt chết người luôn loại đùa dai này đối với người mới chơi thì không nói làm gì chứ nếu dùng cho một vị cao thủ đánh cờ lâu năm dành tiếng gian dội không làm cho người ta tức giận đến tăng sông máu xung huyết não mới là kỳ quái mà tình huống của hải trầm phong hiện tại chẳng khác nào quân tướng cùng đồ mạc lộ tuy nhiên quân tướng này còn có một chiêu đó là tuyệt chiêu cuối cùng ngọc đá cùng tan hải trầm phong đột nhiên quát to một tiếng thu kiếm về cả người lam quang tăng giọt, càng ngày càng sáng chói, giống như là một cơn gió lốc nhanh chóng xoay quanh thân thể ưng bác không. Trên người của hắn lam quang chia ra từng màu khác nhau, từ màu xanh da trời đến xanh lam, đến thâm lam, sau đó mặt lam, tức xanh đậm đặc. Cả khu vực như bị một cái dội rồng nhỏ tàn phá, từng đạo lam quang từ từ ngưng tụ thành thực thể. Trong lòng ưng bác không đang đắm chìm tâm đắc những cái biến chiêu thức của mình đột nhiên thấy áp lực tứ phía đột nhiên tăng mạnh, giống như là thủy triều của biển lớn mang theo cuồng phong gào thét, mưa to gió lớn, áp lực hỗn loạn mênh mông vô tận mà tiến tới. Hắn trong lòng cả kinh, lập tức nhớ đến chiêu bài tuyệt kỹ của ám làm chỉ tồn, lãng quyển càng khôn. Chiêu này chính là sát chiêu ngọc đá cùng tan. Đây chính là chiêu thức tự đưa mình vào địa ngục. Chiêu này chính là thiêu đốt quyền khí của toàn thân, kết hợp với toàn bộ tiềm lực và năng lượng của đan điện hóa thành một lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ rồi bộc phát ra một chiêu này mà đánh ra có thể đem quyền khí của người thi triển tăng lên ít nhất một lúc hai gia dị có thể lấy thực lực của mình tăng lên gia dị tuyệt đối có thể làm cho địch nhân cao hơn mình ít nhất là hai gia dị lập tức bị giết chết tuy nhiên một chiêu này khi mà thi triển có một chỗ tổn hại vô cùng đó là không cần biết địch nhân sau đó thế nào, bản thân của người thi triển cầm chắc cái chết. Chưa đã thương địch thủ, trước đã thương bản thân. Cuối cùng, người ta có chết hay không, mình thì nhất định xong đời. Ưng ừ, bác không kinh hãi mắng. Hỗn trướng, người tìm cái chết sao vậy? Ta là ưng. Hắn muốn nói, ta là ưng sư thúc của ngươi thì đã bị hải trầm phong. Ha ha, cười to cắt ngang. Lời nói của ưng bác không chưa kịp phát ra, đã bị hắn bi phẫn quát to lão tặc ngươi cũng biết sợ sao can đảm nhục mạ quý lam nhất mạch ta vậy thì nạp mạng đi trường kiếm ông ông hai tiếng bắn lên trời giống như nộ hải giao long mang theo cuộn sóng gió lốc mà bay lên kiếm lên tới trời đã thay đổi thanh âm, vang lên bong bong tựa như là giao long rít gào giận dữ khi mà trút hơi thở cuối cùng Kiếm quang nhanh chóng lan rộng, đầy trời đều là thanh âm sấm rền gió rít. Đột nhiên, bạch quang lóe lên, một tiếng ầm ầm vang lên như là tiếng sét giữa trời xanh giống như là thiên hà vỡ đê hướng về một hướng mà đánh xuống đánh thẳng xuống đầu quân bác Hồng. ưng ừ, bác Hồng vừa tức vừa dội cơ hồ buồn bực đến học máu nổi trận lôi đình chửi ầm lên ngươi là một tên tiểu dương bắc đảng mau mau dừng tay lại đi lão tử ngày mai phải tìm mộng hồng trần tính sổ hắn tại sao lại dạy ra một cái tên điên khùng như thế này chứ lão tử từ nãy giờ đã hạ thủ lưu tình rồi ngươi không thấy hay sao vậy cái tên ngu ngốc điên khùng lão tử là sư thúc của ngươi lão tử là ưng bác không lão tử là trong lòng quán nổi giận cũng đã muộn rồi hắn không làm cách nào mà thay đổi cục diện trước mắt nữa rồi chương hai trăm lẻ bốn cầu ta đi ta sẽ cứu hắn ưng ừ, bác không sợ tuyệt chiêu liều mạng này của hải trầm phong hay sao đương nhiên là không phải trừ khi chiêu này do chính quý làm chí tôn tự mình thi triển nếu không làm sao có thể lay động một chút chí tôn thần quyền như là ưng bác không lấy sự trên là tu vi vô cùng lớn của hải trầm phong và ưng bác không mà nói một chiêu lãng quyển càng khôn này đừng nói là đồng quy du tận làm cho ưng bác không bị thương còn không được nữa là nhưng tên chí tôn thần quyền ưng bác không tuyệt đối không có nguy hiểm gì thì lại đang rối tinh rối mù cả lên Lão tử chỉ lo thống khoái cho bản thân, tập trung suy nghĩ mấy chiêu thức kia, lại vô tình đưa cái tên tiểu tử này vào tuyệt lộ. Sau này gặp mộng hồng trần, làm sao mà mang tới công đạo cho hắn đây chứ? Chẳng lẽ nói vì ta luyện công thử chiêu nên đã bức đệ tử của ngươi sao? Lúc đó ta thành cái gì chứ? Mộng hồng trần mà không liệu cái mạng già với ta mới lạ. Nhưng nhưng mà bây giờ phải làm sao đấy chứ? Nãy giờ ưng bác không quát tháo như thế Làm sao mà Hải Trầm Phong không nghe cho được Hắn nghe xong Trong lúc nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa Trực tiếp trên không Đã nổ tan xác mà chết rồi Lão Dương bác đảng này cùng mẹ nó sao không nói ra sớm một chút chứ Bà đặt giả bộ thần bí cái chó gì Đến giờ bà đặt la ó quát tháo Vị sư điệt này của ngươi Đã sớm thiêu đốt tất cả quyền khí và tinh lực Giống như tên đã lên dây Không thể không phát Bây giờ cũng muốn dừng lại không thể dừng rồi. Ta chết chắc rồi. Giờ khắc này, Hải Trầm Phong cảm thấy mình quả là người chết quan ức nhất thiên hạ. Cái nỗi quan này còn đau hơn là nỗi quan của thị kính nữa trời. Nếu như cái thế giới này mà có thị kính tồn tại, á cùng với vị sư thúc ưng bác không, ngươi nổi danh cùng sư phụ mình làm cái chuyện ngọc đá cùng tan sao? Đây là cái loại chuyện hỗn đảng gì chứ? Tại sao ngươi không sớm biểu hiện thực lực chí tôn thần quyền Cho dù là lão tử không nhận ra tên sư thúc chó má nhà ngươi Lão tử còn biết đường mà bỏ chạy trối chết Chà, ta lại đi nói chuyện tôn nghiêm với một chí tôn thần quyền Ta thật là ngon mà Bây giờ ngươi có la cái chó gì cũng đã muộn rồi Một chiêu này của ta chắc chắn đối với ngươi Nửa điểm cũng không có tác dụng Còn ta thì nhất định đi đời nhà ma rồi Hải Trầm Phong bi ai suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ thì suy nghĩ, chửi thì cứ chửi. Nhưng mà một chiêu lãng quyển càng khôn này tuyệt đối không có khả năng dừng lại rồi. Trong thời điểm ưng Bắc không buồn bực tới cực điểm mà mắng chửi và hải trầm phong cực kỳ quán giận bi phẫn chiêu tự sát này quy lực lãng quyển càng khôn đã ập xuống đỉnh đầu của ưng bác không. Trong nhảy mắt ưng Bắc không hiện rõ vẻ bất đắc dĩ hắn lo lắng đến độ miệng sùi bọt mép thật sự là xong rồi làm sao bây giờ hay là quá giải ít nhất cũng có thể làm cho cái tên tiểu tử này chết được toàn thấy á một màn khói bụi tung bay dây đặt đến độ dơ tay nằm ngón không thấy ngẩng đầu không thấy trời xanh ưng ừ, bác không vẫn đứng sừng sững mà hải trầm phong thì giống như một con diều bị đứt dây bay thẳng ra ngoài khói bụi từ từ tan đi ưng ừ, bác không vẫn đứng ở giữa sân vẻ mặt đầy bi ai nhìn đôi tay của mình chỉ thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng suýt nữa đã khóc lên thành tiếng rồi việc này gọi là cái gì đấy chứ hải trầm phong khuôn mặt như giấy vàng nằm thẳng cẳng phía xa xa khóe miệng thì máu tươi trào ra từng hồi theo từng nhịp thở mà ngực thì chỉ còn phập phồng một ít ai nhìn thấy cảnh này cũng đều hiểu người này chỉ còn lại hơi tàn mà thôi đã vô phương cứu chữa rồi trên mặt của Hải Trầm Phong hiện ra biểu tình quái dị giống như là đang khóc mà cũng có một chút giống như là đang cười. Biểu hiện này đối với một người sắp chết mà nói thì là thật sự vô cùng kỳ quái. Trên thực tế, hiện tại Hải Trầm Phong một chút sức lực cũng không có, thậm chí muốn động đậy một ngón tay cũng không được, chỉ còn cách nằm chờ tắt thở mà thôi. Nếu hắn mà còn một chút khí lực nào nhất định sẽ vận dụng để mà há miệng, đầu tiên sẽ cười lớn một tiếng rồi sau đó chửi ầm ĩ cả lên từ xưa đến nay có vô số thiên quyền cường giả nhưng mà có người nào phải chết tức tử như là ta không chứ chết oan chết uổng như thế này sao chết oan mà không nói ra được một lời nào đây là cái số mệnh chó má cái mệnh khổ khốn nạn vậy nói đến tình huống bây giờ của hải trầm phong cũng nhờ ưng bác không đã hết sức nhẹ tai chỉ ra lực bảo hộ toàn thân quán chứ không làm ra một chút phản chấn nào mới miễn cưỡng tạo ra tình huống này. Bằng không, nếu như hắn dùng toàn bộ công lực của một thân quyền mà công kích, thì lực cường tất thắng, lực nhược tất bại. Vị sư điệt tiện nghi này chỉ sợ đã tan thành tro bụi từ lâu rồi. Xong, tất cả xong hết rồi. Ưng ừ bắt không, bưng kính mặt, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được tình trạng hiện giờ của Hải Trầm Phong. Tình trạng này tuyệt đối không còn một chút hy vọng nào. Lão tử, thật là con mẹ đó, sao mà xui xẻo vậy chứ? Loại sự tình này mà, ta cũng phải gặp phải sao chứ? Thật là không biết giận khí quá tốt hay là quá xấu, mà cái chuyện phải hiếm có thế này, sau này làm sao ta có thể nhìn mặt lão mộng đây chứ? Mà gặp thì phải nói cái gì đây trời? Ôi trời cao đất mẹ ơi, mệnh của ta sao lại khổ đến cùng cực thế này? Cuối cùng, hắn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, hé hé bàn tay tiến tới gần để nhìn. Sau khi nhìn xong, khuôn mặt lập tức trở nên đen xì. Hắn hai tay xoắn xoắn lọn tóc mai, gấp đến độ tóc mai cuộn thành mấy vòng tròn, sau đó tức giận dùng chân suýt thẳng vào một cây đại thụ. Quanh một tiếng, cây đại thụ bật gốc văng ra xa. Cùng sư điệt của mình luận bàn giữa thanh thiên bạch nhật, bức tử luôn tên sư điệt không nói là đùa tới chết, không phải luận bàn tới chết sao? Một thanh nằm nhẹ nhàng, gian lên không trung, mang theo ý cười nhạo. Bất luận thế nào, quá là không hổ danh của Chí Tôn nha. Thật sự quá mạnh rồi, bội phục, bội phục. Ưng ừ, bác hồng, vốn đang buồn bực đến phát cuồng. Vừa nghe những lời này, lập tức nổi trận lôi đình, xoay người hỗn hển mắng. Tên Dương bác đảng nào đó, hả? Lăn ra đây cho lão tử đi, Thạch Trường Tiếu là ngươi có phải không? Ngươi chính là con rùa rút đầu mà. Hiện tại, trong lòng ưng bác không, ngươi có thể đứng cạnh hắn, mà hắn không thể phát giác. Trong toàn bộ thiên hương thành này, chỉ có một người có thể miễn cưỡng làm được, chính là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Hắn không phải đã đi rồi sao? Sao lại có mặt ở chỗ này? Lại có thể chứng kiến chuyện đáng chê cười của lão tử chứ? Trong không trung, vẫn không có ai lên tiếng, ưng bắt không vô cùng giận dữ đang muốn lớn tiếng quát mắng thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại hắn vừa phát hiện một việc vô cùng đáng sợ ở trước mặt quán không xa từ lúc nào xuất hiện thêm một hắc y nhân bình mặt đang ngồi cạnh hải trầm phong hắn một tay bắt mạch hải trầm phong mắt quán nhắm lại kiểm tra mạch khoảng cách giữa hắn và ưng bắt không chỉ khoảng hai ba thước những câu chửi của ưng bắt không cũng nghẹn lại nuốt ngược trở vào bụng từ trước tới giờ ưng bắc không vô cùng tự phụ và thực lực của một chí tôn nhưng mà hắn tự phụ nhất chính là tuyệt thế thân pháp vô cùng độc đáo tuyệt đối giỏi hơn cả bảy đại chí tôn xếp trên hắn khinh công của ưng bắc không đứng đầu trong bát đại chí tôn điều này được tất cả các chí tôn còn lại công nhận trong thiên hạ này cho dù là dân biệt trần người đứng đầu trong bát đại chí tôn cũng không thể nào mà gần hắn đến khoảng cách này mà không bị hắn phát giác ra hắc y nhân bịt mặt này là ai? Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả tóc gái ưng bác hồng đều dựng thẳng lên, chỉ cách có ba thước. Ôi trời già. người này không phải là quỷ quá thân chứ. Người mà có thể âm trầm tiến tới gần mình như vậy, chẳng phải là muốn giết mình cũng dễ như ăn cơm sao? Lúc nào thì thế gian lại xuất hiện một cao thủ có thực lực cường đại đến như vậy. Một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, có thể trực tiếp trấn dở đan điền của chính mình, dựa vào đó kích toàn bộ sinh mệnh tiềm lực của bản thân. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, đáng tiếc là đá đã nát nhưng mà Ngọc lại không bị chút thương tổn nào. Hắc y nhân bịt mặt thở dài. Tình hình cương liệt của tiểu tử ta thật thích. Nếu không phải có lão phu may mắn có mặt ở đây, cái tên sư điệt này của ngươi chắc chắn đã bị ngươi đùa chết rồi. Vừa nghe những lời này, ưng bắt không vô cùng vui mừng, vội lắp bắp hỏi. "Vị vị huynh đài này, ý của huynh đài là hắn còn có thể cứu chữa sao? Đừng nói hắn còn chưa chết, có lão nhân gia ta ở đây, cho dù trong lòng hắn có muốn chết rồi cũng không chết được. Hắc y nhân bịt mặt, đảo mắt nói tiếp, đừng có nói nhiều, đứng qua một bên đi. Trên trán ưng bác không, lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Trong trời đất mênh mông này, cả cái đại lục này, chưa người nào dám nói chuyện với như thế. Hoặc có thể nói, có ai mà sau khi biết thân phận thật sự của hắn mà còn dám nói chuyện như thế hắn lập tức muốn phát tác ngay ê người điếc hả người đứng đây dướng chân dướng tay ta sao ta làm được Hạc y nhân bình mặt nói không chút khách khí ngươi mà còn đứng đây quấy rầy ta ta liền khoanh tay không chữa cho sự việc của ngươi nữa cút xa một chút cho lão phu đi nếu còn lên tiếng làm dướng bận lão phu lão phu sẽ không cứu hắn khuôn mặt và cả của Ưng Bắc Không bắt đầu đỏ lên, giống như là bị một con chim ưng nướng ở trên lửa vậy, không nói được nửa lời, bước ra xa vài bước, vừa bước vừa nói: "Nếu ngươi không thể trị cho hắn, lão tử bắt ngươi phải đền mạng á." "Cái gì? Ngươi dám uy hiếp lão phu sao? Ngươi cũng thật là to gan." Hắc Y Nhân bịt mặt đứng lên khoanh tay nói: "Vậy thì lão phu không trị cho hắn nữa." Hắn khoanh tay đứng đó, nhìn Ưng Bắc Không với ánh mắt khinh miệt. Ngươi muốn cho lão phu đền mạng sao? Ngon thì nhào vô. Lão phu cũng muốn xem ngươi lấy tư cách gì muốn lão phu đền mạng. Ngươi nghĩ cái gọi là bác đại chí tôn hay là mấy cái thứ nhảm nhí đó toàn bộ là thiên hạ vô địch hả? Ta nhổ vào. <laughs> Hai con mắt ưng bắt không, trừng trừng giận dữ, cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Cần tức giận trong lòng ngực, dường như là muốn bạo thể mà thoát ra ngoài. Suýt nữa đã làm cho hắn phun quyết đương trường rồi. Chuyện này quá là tức giận đi ưng bác không cơ hồ đã muốn hét lên lão tử liều mạng với ngươi nhưng mà trước khi phun ra câu này hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nếu có thể đem hải trầm phong từ quỷ môn quan trở về trước cứ để cái tên này ra tay đã nếu không chuyện hắn bức tử một tiền bối truyền ra ngoài làm sao mà dám ngẩng đầu làm một trong bác đại chí tôn trước hết thì cứ nhịn đã được vậy ngươi muốn như thế nào ưng bác không mạnh mẽ đè ép cơn giận nhanh 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 cứu hắn đi ngươi sao mà rê ra quá thấy hơi thở hải trầm phong càng ngày càng yếu ưng bác không càng gấp trong giọng có vẻ cầu xin được cầu xin ta đi hắc y nhân bình mặt khoanh tay mà nói cầu xin ta cứu hắn đi ta mới cứu vừa rồi lão tử định ra tay cứu hắn vì nhìn vừa mắt cái tên tiểu tử này hiện tại lão tử nhìn ngươi không vừa mắt cho nên bây giờ ta không cứu hắn nữa. Cậu xin ư? Ưng ừ, bác không lúc này cố gắng đè ép, cố ăn nói khép nép. Cả đời của hắn, đây là lần đầu tiên, bây giờ lại bắt hắn mở miệng cầu xin. Quả thật là giẫm nát mặt mũi của hắn rồi. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Hắc y nhân bịt miệng hư một tiếng, xoay người bước đi. Một chút cũng không thấy miễn cưỡng. Khoan, chờ chút đã cả người ưng bác không mồ hôi chảy ròng ròng lên tiếng quát khẽ chuyện của hải trầm phong dù cho không gì quý lam chí tôn ưng bác không cũng cảm thấy thẹn trong lòng vì thế hắn quyết không để cho hải trầm phong chết đi lão lão phu lão phu cầu xin ngươi ưng ừ, bác không cắn chặt răng cơ thịt trên quai hàm giật giật, ánh mắt trừng to cơ hồ như muốn ăn thịt người khuynh tẩn tam giang ngũ hồ thủy nang tẩy kim nhật mãn diện tu dùng dãy ba sông năm hồ cũng không thể tẩy sạch sự xấu hổ hôm nay hắc y nhân bịt mặt hư một tiếng từ từ nhìn hắn mà nói ta nói ngươi đó đúng là một con lừa ưa nặng mà nếu lão phu không phải vì cứu hắn thì xuất hiện để làm gì ngươi tưởng ngươi có danh hiệu chí tôn thì anh tuấn phong lưu lắm sao ta chuẩn bị cứu hắn thì ngươi xía cái mõm ngươi vào làm gì muốn ta đền mạng sao? Ốc của người làm bằng bã đậu à? Ưng bắt không, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật mạnh, mạnh đến nỗi lá rụng trên đất cũng bị thổi bay đi như trúng cơn lốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng muốn phất ra một chưởng đánh nát đầu cái tên này. Sau đó, mổ bụng hắn ra, lồi hết toàn bộ xương cốt, mỗi một tấc bẻ gãy một lần, sau đó lóc thịt của hắn thành từng lát ăn tất cả vào trong bụng. Sau đó lại đi đại tiện ra, toàn bộ lại cho mấy con bọ phân ăn tiếp cho mày chết. Chương 205 Đột phá Ưng ừ, bác không, trong lòng mắng chửi không thôi, sau đó bày ra bộ dáng Mắt không thấy, tâm không phiền, quay đầu đi chỗ khác, đưa cái lưng về hướng hắc y nhân. Chỉ vì ba cái chiêu thức đánh nhau của tiểu ưng mà làm cho người ta thành cái bộ dạng này, làm như là mỗi ngày tìm mấy cái tên tôm tép luyện chiêu, chỉ có thể luyện thành tựu ra tông sư sao? Hắc y nhân bịt mặt lầu bầu nói, chỉ có 17 chiêu bỏ, lại còn chưa nói liền được với nhau, thật là cười muốn nôn cả ruột ra ngoài. Dọa người sao vậy? Vậy mà còn không biết xấu hổ, tự xưng cái gì là bác đại chí tôn, thật là mặt dày mà. Vừa nghe những lời nói này, ưng bác không quay người, còn nhanh hơn gió, mắt ưng sáng lên. Các hạ, Vừa rồi, các hạ nói cái gì? Ta nói, bộ ngươi điếc sao? Điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ. Ta nói ngươi không biết cách luyện công à? Hắc y nhân bịt mặt, đảo cặp mắt trắng giả mà nói. Cái gọi là trăm chim vỗ cánh, ưng đánh trời cao, tung hoành thiên hạ, biến ảo hàng dạng hàng nghìn tư thế. Ngươi muốn chỉ trong mấy chiêu mèo quào wow của mình, muốn khái quát tất cả các động tác đó sao? Hả? Ngươi căn bản không có nghiền ngẫm hoàn toàn thông suốt có một mà ngươi chưa hiểu đến một nửa bày đặt bắt trước chim ưng cuối cùng bắt trước thành ruồi bọ đương nhiên là không thể phát huy quy lực thật sự của nó mà ngươi vì luyện này mà vui đùa cả thảm trạng thế này chẳng phải quá đáng thương sao quá buồn cười sao ngươi nói thử xem chuyện ngươi nói ra có hù chết người ta không vậy lần này hắc y nhân bịt mặt khẩu khí càng lúc càng ác liệt nhưng mà mỗi một câu một chữ lại làm chấn động tâm tình quân bác không mà lạ một cái là ưng đại chí tôn lại hoàn toàn không một chút phản bác. Ngược lại, hắn còn có cảm giác giống như từ trên trời rơi xuống một cái bánh bào thật ngon nữa chứ. Thật đẹp, lại thật to, rơi thẳng vào đầu của hắn, đến nổ cả đâm đớm. Thỉnh tiền bối chỉ giáo cho. Ưng bắt không, cung kính hành lễ. Trong lòng của hắn nghĩ người có thể chỉ ra khuyết điểm của bản thân hắn, thì không phải là tiền bối, chứ là cái gì. Chỉ có thể là tiền bối cao nhân thôi, giờ khắc này ưng bác không hoàn toàn thu hồi cuồng giọng của bản thân tránh ra một bên hóng mát đi chờ ta ra tay cứu hắn xong thuận tiện chỉ cho ngươi dài chiêu nói ra dài cái tập kỹ này cho ngươi thì có đáng gì đâu hắc y nhân bịt miệng hư một tiếng thản nhiên nói dân ưng ừ, bác không vui lòng phục tùng ngồi xuống đưa mắt quan sát động tĩnh chung quanh tự biến thành một tên hộ pháp hắc y nhân bịt mặt lúc này mới từ từ ngồi xuống cầm lấy cổ tay Hải Trầm Phong, bắt đầu giận công. Bác Đại Chí Tôn nha, có ai dám giáo quấn bọn họ như là giáo quấn tôn tử thế này chứ? Hơ. lão tử dám, thậm chí sau khi lão tử giáo quấn bọn họ, sau này bọn họ vẫn phải cung kính với lão tử. Ai mới gọi là cao nhân, lão tử đây nè mới chính là cao nhân. Hắc y nhân bình mặt, đương nhiên chính là quân mặt tà, quân đại thiếu gia rồi, đại cao nhân của chúng ta nói đến thương thế của hải trầm phong thật sự khá nghiêm trọng với cái thế giới này mà nói có thể nói là vô phương cứu chữa dù cho là xoay chuyển trời đất cũng không có biện pháp nhưng mà đối với công hiệu của khai thiên tạo hóa công của quân mạc tà mà nói nếu so với thương thế của quân vô ý ngày xưa thì còn lâu mới bằng được bởi vì thương thế này của hắn chỉ là vết thương mới bị hơn nữa phần lớn đều là ngoại thương nếu so sánh với 10 năm tàn tạc của quân Tam Gia mà nói, vết thương này dễ trị hơn nhiều. Đương nhiên, nếu không phải là quân Mạc Tà ra tay, nếu đổi lại là người khác, kể cả toàn bộ bác đại chí tôn của tới, cũng chỉ là mở to mắt xem hắn chết mà thôi. Quân đại cao nhân khởi động hồng quân tháp, linh khí nồng đậm ao ào, ào tuôn ra, từ trong tay quân Mạc Tà chảy cuồn cuộn vào kinh mạch của Hải Trầm Phong, từng chút chữa trị những đoạn kinh mạch đã đứt gãy của hắn, sau đó chảy về đăng điền từng bước một tu bổ đăng điền khuôn mặt trắng bệch của hải trầm phong từ từ hồng nhuận lên bắt đầu có một chút quyết sắc hắn thấp giọng rên rỉ thành tiếng vô lực mở to mắt nhìn người bịt mặt trước mắt trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích sự cảm kích này không phải vì hát y nhân cứu mạng của hắn đến lúc này hắn vẫn chưa nhận ra thương thế của mình đã tốt hơn trước mà sự cảm kích này phát ra là do vị tiền bối trước mặt này đã sửa trị ưng bác không một trận thật là thống khoái. Người gần chết như là Hải Trầm Phong cũng cảm nhận một trận sung sướng trong lòng ngực, quả thật là báo ứng rồi. Đáng tiếc là số mệnh của ta không còn bao lâu. Khi mà vừa nghĩ đến đây, Hải Trầm Phong đột nhiên cảm thấy một cổ linh lực dồi dào theo kinh mạch của mình cuồn cuộn đổ vào đan điện. Cơ thể đã mất đi công năng, kinh mạch thì đứt gãy, khắp nơi không ngờ lúc này lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng, năng lượng kinh khủng thế này. Cho dù là sư phụ quý làm chí tôn của hắn cũng còn thua xa lắc. Đây là thần tích sao ta? Ảnh mắt của Hải Trầm Phong nhìn quân mặt tà trong khoảnh khắc này chuyển từ cảm kích đến sùng bái. Không biết vị tiền bối có công tái tạo này là ai, làm sao một người có thể tu luyện đến trình độ này? Quả nhiên vô cùng đáng sợ. Nghe được tiếng rên rỉ của Hải Trầm Phong ưng bắc không kinh ngạc xoay người nhất thời cả hai mắt đều trợn tròn tự bạo đang điền đốt cháy tinh khí toàn thân để chuyển thành một kích tất sát chiêu ngọc đá cùng tan như thế trên quyền quyền đại lục này kết quả chỉ có một chắc chắn phải chết nhưng mà hiện tại trước mắt ưng bắc không hô hấp của hải trầm phong càng ngày càng dững dàng chỉ cần không phải là người mù thì chỉ cần liếc mắt thì có thể nhìn ra được thương thế hải trầm phong tuy là cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà tuyệt đối không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, với tình trạng thêm một thời gian lấy tiến độ chữa trị trước mắt, tin rằng không cần bao lâu một thân tu vi bị phế đi của Hải Trầm Phong cũng có hy vọng vô cùng. Không ngờ trên đời này lại có một loại tuyệt đỉnh công pháp có thể tái tạo này sao? Từ linh khí khủng bố dao động trong không trung, ưng bác không rõ ràng có thể cảm thấy thực lực vô cùng khủng bố của hắc y nhân bịt mặt này ngay cả hắn là một trong bác đại chí tôn cũng không khỏi âm thầm le lưỡi may mắn cho ta vừa rồi không quá kích động nếu một khi mà không nhìn được ra tay động thủ cùng với hắn có khi người nằm thẳng cẳng ra đó không phải là hải trầm phong mà là ta không biết chừng nữa ta thật sự quá may mắn mà rất rất kinh người thực lực khủng bố đến mức này chỉ sợ là dân biệt trần không giới tới luôn trong lòng ưng bắc không nhớ tới lần gặp mặt dân biệt trần trước đây trong lòng âm thầm so sánh kết quả làm cho ưng bắc không suýt là la quản ra miệng luôn bởi vì hắn rõ ràng nhận ra lấy năng lực mà dân biệt trần biểu hiện ra lúc ấy so sánh với khí tức khổng lồ của vị hắc y nhân bịt mặt này căn bản không cùng một cấp độ cho dù có so sánh suối nhỏ với sông rộng cũng chưa đủ ít nhất phải là sông rộng so với đại dương mênh mông thì may ra mới xứng hắn tin chắc rằng trong mấy trăm năm qua dân biệt trần của tiến bộ như thế nào nhất định không bằng được trạng thái của vị hắc y nhân bịt mặt này trên trán ưng bác không mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hiện tại ưng bác không khiếp sợ hãy trầm phong kính nể hai vị này lại không biết đương sự quân đại thiếu gia quân đại cao nhân giờ phút này đang lâm vào một tình trạng vô cùng hung hiểm bởi vì khi mà linh khí mãnh liệt phát ra để chữa thương lúc kinh mạch của Hải Trầm Phong gần như hoàn toàn bình phục thì đột nhiên linh khí bắt đầu khởi động điên cuồng. Cùng lúc đó, Hồng Quân Tháp giống như vô số chuông lớn âm âm bạo giang, làm cho quân mặt tà trong lúc nhất thời đầu dán mắt qua, làm cho hắn cảm giác trên đầu không có trời, dưới chân không có đất, giữa đất trời chỉ còn có một mình hắn tồn tại. Hắn lúc này đã bắt đầu từ từ hiểu ra. Dòng linh khí bên trong kinh mạch của hắn giống như là vật sống bắt đầu tự động vận hành như triều dân thác lũ giống như biển rộng sông lớn sóng trường giang ao ao đánh tới đợt sau lớn hơn đợt trước càng mạnh bạo càng kinh khủng trong lòng quân mạc tà thầm kêu khổ một tiếng trong cả tháng này đều mong có đột phá thế nhưng nhanh không nhanh chậm không chậm đương nhiên ngay hoàn cảnh hung hiểm này bắt đầu đột phá trong thần thức của linh khí bắt đầu cuồn cuộn chảy hồng quân tháp tự động bay lên phát ra vô số đạo ánh sáng phát ra một cách trật tự vô cùng chói mắt một cổ hấp lực vô cùng lớn như muốn hấp thu toàn bộ linh thức đang bao vây quân mặt bà mạnh mẽ hút vào vì đã có lần kinh nghiệm quân đại thiếu gia đương nhiên biết ý nghĩa của chuyện này tâm niệm vừa động đã thu linh lực từ trong người của hải trầm phong trở về cả người hải trầm phong lập tức chấn động khóe miệng tràn ra máu tươi ưng ừ, bắt không cảm giác được sự dị thường trong không trung cũng kinh ngạc đến trợn mắt. Quân mặt tà miễn cưỡng, khắc chế rồi chậm rãi nói. Ta đã ổn định thương thế của hắn, tạm thời không còn nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua muốn hoàn toàn khôi phục thì còn cần phải thêm vài lần điều trị nữa. Tuy nhiên hiện tại ta phải có việc rời đi rồi. Nhưng ưng ừ, bắt không hai hàng lông mày dựng lên, mắt lộ vẻ nghi ngờ tên diều hầu người mang theo hắn tìm tới quân gia của thành thiên hương tìm đồ nhi của lão phu là tam thiếu của quân gia quân mạc tà mời hắn chữa trị cho tên tiểu tử này hắn có chân truyền của ta ngoại trừ công lực còn thấp loại thương thế này cũng không làm khó được hắn nhiều nhất là trong ba tháng hắn có thể làm cho tiểu tử này hoàn toàn khôi phục ưng ừ, bác không gật đầu lia lịa còn việc của ngươi mấy cái chiêu thức mèo quào gì gì đó của ngươi ta cũng đã truyền thụ cho quân mạc tà nếu người muốn hoàn thành bộ chiêu thức diều hâu chim ưng gì đó ngươi cũng nên đi tìm hắn lão phù không có hứng thú lằng nhằng với tên tiểu bối người tính tình khoáng không tốt như là lão phù đâu nếu mà ngươi muốn học chiêu số quán, phải cố mà nhẫn nại á quân Mạc tà cố nói cho xong cảm giác trong đầu đào đớn vô cùng kịch liệt biết là đột phá sắp tới rồi Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ quan hệ của Lão Phu và quân gia. Lời nói không có dụng ý cảnh cáo, nhưng mà sao cầu nói lại thêm một chữ hừ, đã tỏ rõ thái độ của vị thần bí cường giả này. Hắn không thích người khác làm trái ý nguyện của mình. Quân mạc tà Trong miệng ưng bác không, thi thào nhắc tên một lần. Đến khi hắn ngẩng đầu thì đã phát hiện vị hắc y nhân bịt mặt cực kỳ thần bí này ngay trước mắt của mình đã tiêu thất từ lúc nào quân gia sao? Lão Phu lập tức đi tìm. Hắn tiến tới nhấc hải trầm phong lên, nghiêm mặt nói. Tiểu tử, sau khi thương thế của ngươi tốt lên, sự tình hôm nay không cần biết ai đúng ai sai. Ngươi cũng không được phép cho ai biết, biết không? Nếu mà lộ ra ngoài một chút gì, lão tử sẽ lột da của ngươi. Hải trầm phong, thân thể còn đang suy yếu gần chết, hơi thở vô cùng mong manh mà nói. Về chuyện tình của vị tiền bối này, một chữ ta cũng không bao giờ nhắc ý tứ của ngươi là gì ưng ừ, bắc không nhất thời dừng bước tóc dài trên đầu muốn dựng đứng lên ý của ngươi là chuyện của ta ngươi sẽ đem chuyện ra ngoài sao ta không có nói như vậy hãy trầm phong hừ hừ hai tiếng vô cùng khinh bỉ tên gọi là sư thúc này làm cái chuyện xấu hổ xong còn ép người ta không được nói ra thật là ngang tàn so với con chó cục đuôi còn muốn ngang tàn hơn nữa cái gì là đạo lý cái chó gì chứ Sao lúc nãy ngươi không ngon mà ngang tàn với vị tiền bối đó đi Có thực lực thật là tốt à Ý của ngươi chính là như vậy Ưng ừ, bác không mãnh liệt quát to Chuyện hôm nay chỉ cần ngươi nhìn cũng đủ hiểu Nếu ngươi nói ra ngươi dùng tuyệt kiêu ngọc đá cùng tan Cho nên mới bị ta đã thương sẽ làm cho mọi người hoài nghi Người nào lại có bản lĩnh cứu người thoát chết Chỉ cần có một chút hoài nghi Sẽ liên lụy đến cái vị tiền bối này Ngươi cũng có thể cảm giác rõ ràng, vị cao nhân này cho dù cả ta và sư phụ của ngươi cộng lại cũng không có khả năng gánh lấy hậu quả này đâu. <laughs> Chỉ cần ngươi suy nghĩ cho kỹ là được rồi. Có thể làm cho một vị chí tôn tự cao tự đại như là ưng Bác Không nói ra những lời, cho dù ta và sư phụ Quý Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần của ngươi cộng lại cũng không có khả năng gánh lấy hậu quả này đâu. Đủ thấy vừa rồi, quân đại cao nhân đã làm cho hắn kích động tới mức nào chương 206 Hồng Quân Tháp tạo quá công. Thế nhưng ưng bác không lại rất đắc chí bởi vì hắn vừa nói như vậy Hải Trầm Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài để cho hắn ngậm miệng. Từ nay về sau không cần phải lo lắng hắn đi dọa người. Sau đó chỉ cần tìm cái tên quân mạc tà kia là được Còn có thể học được tuyệt chiêu cao thâm hay không Còn phải nhờ vào Diệt hoàn thiện 17 thức ưng biến của mình thật sự là may mắn mà. Nhưng mà với tính tình không tốt của quân Mạc Tà có thể dễ nói chuyện vậy sao? Có thể nói quân Mạc Tà thật sự rất vô sĩ. Chính mình xưng là đồ đệ của mình cũng không nói còn lừa gạt hai người kia đến quân gia sau đó còn thêm một câu đồ đệ của ta là quân tam thiếu tính tình của hắn không được tốt đâu. Nói rõ ra là muốn chèn ép ưng bác không trước nhưng mà những điều này đại chí tôn ưng bác không tự nhiên là không biết. Hắn bây giờ đang rất vui mừng, tràn đầy ước mơ, phóng chừng cho dù có bị lừa đi nữa, thế nhưng vị trí tôn đại nhân này cũng trăm lần cam tâm tình nguyện. Trong lúc ưng bác không đang cảm thán tuyệt thế thân pháp của quân đại cao nhân là có một không hai, độc bộ cổ kim xưa nay chưa từng có, thì quân đại cao nhân thật ra đã rời đi rồi, hắn không thể cầm cự thêm được nữa. Trực tiếp đổn vào lòng đất, cũng không biết độn trong bao lâu, thế nhưng có thể tưởng tượng, cho dù là có người phát hiện ra, phóng chừng cũng không thể đánh đến chỗ hắn được. Không phải là quân đại thiếu không nghĩ tới tìm một nơi an ổn để mà đột phá, mà thật sự là bởi vì trong lúc hắn cùng với ưng bác không nói chuyện, trong ý thức hải rung chuyển dữ dội, quân đại thiếu chỉ tạm thời ngăn chặn khí thế của hồng quân tháp như là muốn phun trào, linh khí phun ra càng đậm, càng tinh thuần, nhanh chóng tuôn vào tứ chi bách hải của hắn, mạnh mẽ đánh sâu vào từng bộ vị trong cơ thể, khí lưu trong kinh mạch toàn bộ quá thành một màn sương mờ mịt. Trong lúc chuyển hóa thành sương vụ, đồng thời hồng quân tháp cũng kịch liệt lay động. Thật sự không thể kéo dài được nữa, cho nên quân mặt tà thậm chí không kịp nghe cầu đáp lại quân ba không, cặp tóc ở trước mặt của hắn thi triển âm dương độn ẩn sâu vào trong lòng đất. Hắn lại không biết một màn này đã khiến cho vị ưng thần một trong những vị bác đại chí tôn chấn động đến mức nghiêng trời lệch đất tuy nói âm dương độn xác thực là một môn đại thần thông tuyệt thế nhưng đối với sự suy đoán của ưng đại chí tôn lại là hai việc khác nhau nhưng ưng đại chí tôn ở đâu có minh bạch quyền cơ trong đó xưa nay khinh công của hắn luôn luôn dương dương tự đắc sống đã nhận định khinh công của bản thân chính là độc bộ thiên hạ xá gì ngươi là ai nhưng mà hôm nay lại thấy một người rõ ràng trước mắt mình biến mất, ra đi vô tung vô ảnh. Chuyện rung động như cỡ này há có thể không nghĩ được sao? Cũng bởi vì vị cao nhân này che mặt, cho nên lời nói người này hắn rất tin tưởng không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn tìm quân mặt tà. Đến tìm một hậu bối nhờ lãnh giáo, ưng đại chí tôn ngược lại không cảm thấy ngại ngùng. Học, học nữa, học mãi, cường giả mới là di tôn, điều này chính là câu cửa miệng rất chí lý cổ kim không bao giờ thay đổi bây giờ không để ý đến chuyện quân đại chi tôn ưng đại cao nhân nữa bây giờ lại nói về quân đại thiếu gia vừa mới chui vào trong lòng đất khoanh chân ngồi xuống chợt phát giác ra trong não hải càng trở nên chấn động kịch liệt ý thức quân đại thiếu không thèm kháng cự hấp lực của hồng quân tháp nữa một thoáng thời gian liền thoát ly thân thể như thiểm điện bay tới hồng quân tháp. Đại môn của hồng quân tháp vô thanh vô tức, đột ngột mở ra. Đứng ở giữa tầng thứ nhất của tháp, trong lúc trong đầu quân mặt tà cảm thấy mơ hồ, liền phát hiện bốn chữ, ý thủ càng khôn. Hiểu rồi, đúng là đã hiểu ra rồi. Sau khi khai phá cánh cửa thứ hai, chính là ý thủ càng khôn. Sau khi trong đầu quán xuất hiện mấy chữ này, Bạch Quang trước mặt lập lòe một hồi. Một hồi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt giống như là từ một tiệm măng bay tới. Nguyên bản cầu thang hư ảo của tầng thứ nhất đột nhiên biến thành vật thể thực, mà trên bậc thang phản phất như xuất hiện một thông đạo, một thông đạo sâu hung hút mà cửa môn đạo này lại vô thành vô tức từ từ mở ra. Hồng quân tháp tầng thứ hai rốt cuộc đã mở rộng chào đón quân Mạc Tà. Trong lòng quân đại thiếu gia bỗng dâng lên một nỗi kích động khó hiểu. Hồng quân tầng thứ nhất, hắn đã đạt được loại công pháp cường đại nhất từ xưa tới nay là khai thiên tạo hóa công, còn có đại thần thông nghịch thiên như âm dương độn, càng làm cho mình ở trên cái thế giới này từ thực lực yếu kém chỉ là kim quyền nhưng có thể tung hoành cùng sánh với thần quyền mà thân thể không bị hao tổn gì tựa như là một tiểu hài tử ba tuổi có một lực lượng siêu nhiên có thể trước mặt người lớn nói chuyện ngang hàng chẳng qua là hắn không biết rõ tầng thứ hai này sẽ cho mình điều kinh hỉ gì đây lấy lại bình tĩnh quân mặt tà cất bước tiến lên vừa đi tới cửa khẩu đã cảm giác được trong tầng thứ hai có một loại tin tức thân thiết đột nhiên ngay trong khắc này tầng tháp thứ hai bỗng nhiên hoang hoa loạn thiểm sau đó xuất hiện vô số địa đồ hình chữ bay đầy trời xoay tròn trên không trung, tựa như là bầy chim mệt mỏi bay về tổ. Cuối cùng, nhanh chóng xuyên thấu qua mi tâm của mặt tà, rồi liền biến mất vô tung, không có một chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, trong đầu quân mặt tà, rõ ràng phát ra liên tiếp khẩu quyết cùng với dài đạo hình vẽ. Trên mặt, mấy tấm hình vẽ có biểu thị cách vận hành đường tuyến kinh mạch. Khai thiên tạo qua công đã lâu như vậy, bây giờ chính thức tiến nhập đệ nhị trọng tâm dù thiên địa ý thủ càng khôn khứ ác trảm vọng chính tâm băng thần hồn phách cửu chuyển đang tâm nải ổn thiên tâm vô thượng cứ vậy mà theo sau khi đọc lướt qua một lần khẩu quyết quân mặt tà im lặng có phần kích động từ lúc xem qua khẩu quyết thần công đệ nhị trọng này hoặc là khai thiên tạo quá công lúc này mới chính thức bắt đầu nhập môn cũng không biết chừng thiên tâm vô thượng bởi vậy mà theo từ trung tâm là trái tim bắt đầu, bây giờ bản thân mới chính xác đi trên con đường tu luyện. Hắn cứ như vậy, đứng ở tại cửa ra vào của tầng đệ nhị trọng, vẫn không hề nhúc nhích. Quân đại thiếu gia hoàn toàn không biết, thần của hắn trong lòng đất, đồng thời đã phát sinh biến hóa nghiêng trời là đất. Ngoại trừ, có linh khí khổng lồ của hồng quân tháp tẩy rửa sạch kinh mạch toàn thân quán, chẳng biết lúc nào thiên địa linh khí đã tụ tập tới một mật độ khổng lồ, rót vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, rót vào huyệt dũng tuyền dưới lòng mặt chân, cuồn cuộn điên cuồng không ngừng rót vào. Kinh mạch thân thể từng đợt co duỗi mở rộng, quần áo trên thân thể do không cách nào kháng cự lại sự cuồng bạo của thiên địa linh khí, chẳng biết lúc nào sớm đã quá thành tro bụi, nửa mảnh cũng không còn. Mà ở mặt ngoài da thịt của quân đại thiếu gia, lỗ chân lông toàn thân tựa như là vô số tinh tế của dòng suối không ngừng tuôn ra chất bẩn đen ngòm cùng với màu đỏ tím của chất lỏng khí lưu trong kinh mạch mãnh liệt bành trướng giống như cơn sóng dữ chồng lên nhau thậm chí có thể nghe được tiếng giang bụp bụp do khí lưu vận hành trong kinh mạch quân mặt Mạc tà hoàn toàn không biết được nhục thể của mình đang được tẩy mau phạt tủy bởi vì hắn đang ở chỗ sâu nhất trong ý thức hải đang bận tâm về một chuyện khác một chuyện phi thường trọng yếu khẩu quyết có trong đệ nhị trọng này hồn phách cửu chuyển đang tâm nải ổn tám chữ mà lúc trước tu luyện đệ nhất trọng cũng có tám chữ hồn phách cửu luyện bất đọa hoàn tuyền khẩu quyết đệ nhị ở trong khai thiên tạo hóa công đức một là cửu luyện một cái là cửu chuyển đều có một chữ cửu cửu là một con số có ý nghĩa cực kỳ mơ hồ đến tột cùng là có ý nghĩa gì đây không phải đơn giản chỉ là sự trùng như vậy chứ trong đầu quân mặt tà nhanh chóng đem chuyện tình đã phát sinh từ lúc mình xuyên diệt tới nay hết thảy lướt qua một lượt tinh tế suy xét sau đó quân mặt tà thình rình phát hiện bản thân từ khi mà đến khai thiên tạo hóa công trên công pháp phát sinh dị biến điều này vừa dặn xảy ra chín lần lần thứ nhất không nhiều lắm lần thứ nhất cũng không đâu lần đầu tiên hẳn là ngày đó tìm được hồng quân tháp bản thân đột nhiên không khống chế được hôn nhập dị giới mà lần thứ chín vừa dặn mở ra tầng thứ hai hồng quân tháp quả nhiên hồn phách cửu luyện khó trách thân thể sau khi chết không có nhập hoàn tuyền thì ra là thế hồn phách cửu luyện bất đọa hoàn tuyền thì ra là thế hết thảy đều là vì cái thứ đồ chơi này hắn không khỏi cười khổ một tiếng xem ra thần công đệ nhị trọng này chỉ sợ cũng phải đi qua cửu chuyển sau đó mới có thể tiến vào tầng thứ ba khai thiên tạo hóa công này không hổ là công pháp cường đại nhất từ xưa đến nay, cũng chỉ sợ là công pháp tu luyện gian nan nhất từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây, quân mặt tà liền mỉm cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng, tựa hồ, tâm cảnh cũng gia tăng rất nhiều. Lúc này trong một mảnh yên lặng, ý thức của hắn đã vô thanh vô tức bay vào tầng thứ hai hồng quân tháp. Vẫn là một gian phòng cực đại nhưng mà lại không có một mảnh trống rỗng Chính giữa có một cái lò đan ba chân, phía dưới lò đan là một đám ngũ thải quả diễm nhảy lên thiêu đốt đáy lò. Cạnh cửa lò đan được thiết kế rất kỳ lạ, dường như bị một lớp vàng bọc lấy nhưng mà không có phát ra kim quang. Trên thân của lò đan có khắc ba chữ to, tạo quá lộ Quân mặt tà vừa rồi nhìn rõ ràng ba chữ kia. Ba chữ kia đột ngột biến mất, có vẻ như vô cùng quỷ dị mặc dù là người to gan lớn mật như quân đại sát thủ cũng phải giật nảy mình quân Mạc tà liên kiểm tra một lần nữa lò đang thần kỳ này rút cuộc nhịn không được tiến tới hai bước tựa hồ trong lúc tối tăm đó có một thanh năm kêu gọi hắn tiến lên có một loại lực lượng khó hiểu đẩy hắn tới gần lò đang lực lượng khó hiểu này cũng không phải là không thể kháng cự mà là quân đại thiếu gia không muốn kháng cự tựa như không muốn kháng cự chính người thân nhất của mình vậy Vừa rồi, đến gần đột nhiên, ngũ thải quả diễm dưới lò đan, rẹt một tiếng, bùng lên. Trong nháy mắt, bao dây lấy ý thức linh hồn của quân mặt tà. Quân đại thiếu gia trong nhảy mắt, chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong 18 tầng địa ngục vậy. Tất cả các loại hình phạt đồng thời thi triển trên người của mình. Thế nhưng, ý thức lại rất thanh tĩnh. Một thời gian, cảm giác đã đạt tới cực hạn hoặc là đạt tới trạng thái siêu việt cực hạn. Tại bên ngoài, thân thể quân mặt tà giờ phút này đình chỉ bài tiết cặn bã tựa hồ như lúc ý thức bản thể bị ngũ thải quả diễm đốt cháy thân thể đồng thời cũng không may mắn thoát khỏi đồng dạng bị một đoàn ngũ thải quả diễm bao vây lấy hừng hực thiêu đốt trên mặt đất nơi này vốn là một rừng phong hồng rực rộng hơn 10 mẫu trong nhảy mắt đều héo rũ khô quắc kể cả thực vật ở trên mặt đất cho dù là loại chịu nhiệt tốt nhất sinh mệnh lực rất ngoan cường như là cây cỏ cũng không ngoại lệ tất cả giống như tình trạng khô hạn lâu năm biến thành một mảng rừng héo úa rất nhiều đoàn vũ khí từ trên mặt đất bốc lên rồi nhanh chóng biến mất tất cả nguồn nước phương viên dài dặm phút chốc toàn bộ nước trong đó bị bốc hơi sạch từ nay cho tới ngàn năm sau tại một nơi không xa ngoài thành thiên hương sẽ có thêm một nơi tử địa dùng tử địa chẳng những không có sinh linh còn sống thậm chí một tấc cỏ cũng không sinh sôi được quả thảm khốc rồi cho dù là hồng thủy quét tới chỉ cần sau khi hồng thủy qua đi phiến thủ địa này có thể trở lại như xưa thế nhưng trong phiến thủ địa này vẫn rất khô ráo hoàn toàn không có một điểm ướt át thân thể cường kiện trắng nõn của quân mạc tà trong ngọn lửa ngũ thải quả diễm chậm rãi chậm rãi giảm thành điểm nhỏ trên người quân mặt tà không ngờ ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn thương đột nhiên rẹt một tiếng thân thể quân mặt tà trực tiếp biến mất trong lòng đất mà cùng thời điểm bản thể thân thể của hắn lại tiến vào trong tầng thứ hai của hồng quân tháp các bạn vừa nghe xong tập bốn mươi ba